Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam của Huy. Thì hôm nay bên Huy mới vừa hoàn thành một sản phẩm Innova số sàn ha các bạn. Sản xuất năm 2018. Đây thì xe này mang biển số thành phố 51G55824 nha các bạn. Rồi mình sẽ quay sơ bộ về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe Innova 2018 này, để anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua xe về mình chạy gia đình cũng như là chạy dịch vụ thì vui lòng liên hệ. Thì chiếc xe này được chủ xe trang bị che mưa cộng với là phim cách nhiệt nha các bạn, nẹp chân kính cùng với chén cửa microchrome. Vì tình trạng ngoại thất của chiếc xe này thì còn khá là mới, bên mình chủ yếu là lái về vệ sinh sơ bộ, đánh bóng lại. Rồi về chiếc xe này thì cũng được chủ xe trang bị miếng ốp ở phía cản sau nha các bạn. Cái miếng ốp này nó sẽ có tác dụng là chống bị trầy xước cái cản khi mà mình lên xuống đồ ha các bạn ha. Đó, mình quay sơ bộ phần vỏ xe cho các bạn xem luôn. Tình trạng vỏ xe còn khá là dài nha các bạn. Đó, cho nên là anh chị và các bạn nào lái xe về thì chỉ sử dụng thôi, không lo về vấn đề vỏ xe cũng như là bảo dưỡng. Hiện tại chiếc xe này vẫn còn được bảo hành chính hãng của Toyota trên toàn quốc nha các bạn. Đó. Đây, tổng thể của chiếc xe. Tình trạng ngoại thất của chiếc xe thì như các bạn thấy là còn khá là mới nha. Thì bên Huy đã kiểm tra kỹ tình trạng ngoại thất đó cũng như là về phần nội thất. Thì chiếc xe này khá là chuẩn ha. Rồi bên Huy là cam kết là không có bị đâm đụng, không bị ngập nước. Động cơ và hộp số là nguyên bản nha. Rồi tiếp tục mình sẽ xem sơ bộ về phần nội thất bên trong nha. Mình mời các bạn. Rồi mình mời các bạn xem về phần nội thất bên trong. Thì xe này được chủ xe lót sàn ha các bạn ha. Simili. Rồi ghế thì được bọc da đầy đủ ha. Trần thì có đây, có bọc ni lông trần lại rồi. Đó. Khá là sạch sẽ. Tình trạng nội thất của chiếc xe cũng còn khá là tốt. Đây các bạn xem ha. Đó, tapi ha. Còn khá là mới. Này, keo trùng này nọ là đầy đủ nha các bạn. Bên mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà xe bên mình cung cấp. Đó. Xe này có gắn thêm cái ốp bật lên xuống này các bạn. Rồi ghế ha, được bọc da khá là mới. Đây, phía sau thì có bố trí lót chân ha các bạn ha. Rồi về phía trước thì chủ xe cũng đã bố trí một cái tấm lót ở trên táp lô. Ok rồi. Đó, các bạn xem ha, ghế, tình trạng nội thất còn khá là mới. Tấm bi cửa các bạn ha, phía trước. Mọi thứ còn khá là chuẩn nha các bạn, khá là đẹp. Bên mình chủ yếu lái về để vệ sinh cái phần nội thất thôi. Chủ xe đi giữ khá là kỹ.
Rồi thì với chiếc xe Innova 2018 này thì vẫn còn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn. Lên thời gian là 6 năm ha, lên tới 6 năm. Với lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn các bạn, 5.99% nha các bạn ha. 5.99% trên tháng nha. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe Innova 2018 này á, thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy có thể tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Và hiện tại bên Huy vẫn vừa về một chiếc Innova cũng là 2018 màu nâu đồng này ha các bạn ha. Cho nên là các bạn có thể là đến tham khảo chiếc xe nào được thì mình lái thôi. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.